Trường mầm non xã Hưng Phú, niềm vui của trẻ, niềm tin của cha mẹ. Cô đã chuẩn bị các chiếc cốc có chứa nước, các con hãy quan sát những gì sẽ xảy ra nếu cô cho màu vào các cốc nước nhé. Cô đã chuẩn bị những ống màu, các con cùng quan sát. Cô sẽ dùng muỗng để thấm nước lên nhé. Đã chuyển màu gì rồi các con? À, đây là màu quả đấy. Các con cùng quan sát tiếp. Cô sẽ cho ống màu xanh vào chiếc cốc thứ hai nhé. Cô cũng dùng muỗng khuấy đều lên nè. Để nhỏ vào nhé. Cô cũng dùng muỗng để khuấy đều. Các con hãy xem, từ 3 chiếc cốc không có màu sắc, bây giờ những chiếc cốc của chúng ta có màu gì rồi các con? Đây là màu đỏ, màu xanh và màu vàng đấy. Các con ơi, đây gọi là sự chuyển màu của nước đấy. Vì nước ở dạng thể lỏng và trong suốt, khi chúng ta cho một màu vào nước, những màu sắc này sẽ lan ra và hòa lẫn vào nước, làm cho nước chuyển màu đấy các con. Bây giờ cô cháu mình cùng đến với thí nghiệm tiếp theo nhé. Con nhìn xem, cô có gì đây? À, cô đã vẽ một dải cầu vồng lên đây, nhưng mà dải cầu vồng của cô chưa có màu sắc đấy các con. Bây giờ cô Như sẽ để dải cầu vồng này vào trong nước. Con nhìn xem dải cầu vồng này sẽ có hiện tượng gì xảy ra nha. Vòng đã chuyển màu rồi đấy các con. Các con có thấy thú vị không nào? Các con cùng xem cầu vòng có bao nhiêu màu sắc. Đúng rồi, cầu vòng có rất là nhiều màu sắc đó các con. Đó là những màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đấy các con. Nếu chúng ta muốn vẽ cầu vòng nhưng chỉ có những màu cơ bản thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Hôm nay, cô cháu chúng mình cùng tạo ra những màu sắc khác nhau từ những màu cơ bản nhé. Cô sẽ hướng dẫn các con cách pha màu để tạo ra nhiều màu sắc khác nhau từ những màu cơ bản. Cô chọn màu đỏ và màu vàng để pha thành màu cam đấy các con. Cô tạo màu xanh lá mạ từ màu vàng và màu xanh lá cây đấy. Cô chọn màu trắng và màu đỏ để pha thành màu hồng.
màu cơ bản nhé. Vậy là từ những màu cơ bản, bằng cách phối các màu sắc lại với nhau, cô đã có thêm những màu sắc mới đó các con. Tùy vào tỷ lệ màu sắc khi các con phối nhiều hay ít sẽ tạo ra những màu mới có độ đậm nhạt màu khác nhau đó các con. Bây giờ cô mời các bé cùng tham gia hoạt động khám phá sự kỳ diệu của màu sắc với các bạn lớp lớp 1 trường mầm non Hưng Phú nhé. Các con ơi, các con đã sẵn sàng đến với những màu sắc kỳ diệu chưa nè? Rồi bây giờ các con hãy thả vào nước thử xem có gì tương gì không nha. Coi sản phẩm mình làm nè. À, hoa đang như thế nào vậy con? Đang nở. Wow. Chúng ta vừa được khám phá hoạt động sự kỳ diệu của màu sắc. Ở nhà, các con hãy nhờ ba mẹ chuẩn bị dụng cụ để làm những thí nghiệm và tạo ra những sản phẩm cho riêng mình với những màu sắc kỳ diệu nhé. Chúc các con tạo ra những màu sắc đẹp và có những sản phẩm thật sáng tạo nha. Còn bây giờ, cô Như xin chào và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.